mít là mấy chục năm mà. Vậy giờ mít là để chưng. Cậu mua là nó có sẵn vậy rồi. Dạ. Mà có mua này hai mấy năm rồi. Dạ. Xúc động hình ảnh cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thăm căn nhà và mảnh đất ở Thủ Đức. Trước đây mảnh đất xung xuê cây ăn trái, nghệ sĩ Vũ Linh cùng Hồng Loan và cháu ngoại hay về đây chơi. Đây là hai thửa đất mà cô Sáu Hồng Nhung đang tranh chấp thừa kế với Hồng Loan. Hiện tại đất bị vướng quy hoạch, căn nhà cũng bị bỏ hoang nhiều năm và bị phá vỡ một phần. Thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức do Ủy ban Nhân dân Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998. Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh do bị đơn lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến, quận Bình Thạnh. Các di sản đã được sang tên cho bà Hồng Loan, gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và một chiếc xe ô tô. Nguyên đơn cũng đề nghị hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, quyền sử dụng hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Bà Nhung cũng yêu cầu chia di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đối với hai thửa đất cho bà Nhung và ông Nhiêu Anh của bà Nhung. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Tức cô Sáu Hồng Nhung kiện đòi lấy lại hết tài sản theo di chúc miệng cho Hồng Phượng, bà Nhung và ông Nhiêu. Hồng Loan không được thừa kế bất kỳ tài sản nào. 20 năm qua, từng mùa chôm chôm vẫn đẹp, cô gái Vĩnh Long vẫn đẹp, màu tần lưỡng cùng lòng đẹp như em ca câu vọng cô thấm lòng duyên quý trung ngọt ngào như trái chôm chôm. Em ơi một mùa chôm chôm nhớ đời em đừng giữ theo mỉm cười mà lòng anh đã đổi từng ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây cùng chôm chôm thắm tươi hoài vào vườn chôm chôm hai trái anh mãi mê nhìn chôm chôm trái sai cành anh không nỡ rời em hỏi rằng anh mê chôm chôm hay là anh yêu cô gái anh bảo rằng vì em anh mê chôm chôm và vì chôm chôm anh yêu em đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Hay quá. ADN của ba. Của con trong ADN của ba. Chia sẻ là lúc mà là non 15 tuổi á, Lo cũng buồn, tại vì nghe mọi người nó là con nuôi của Vũ Linh. Lo cũng buồn, Lo về Lo hỏi ba là ba ơi, ủa sao con nghe ba nói là con là con nuôi của ba hả? Con nghe vậy con buồn quá. Nhưng mà ba nói là không, ADN của ba. Của con trong ADN của ba. Thì Lo cũng biết được là như vậy. Chứ còn giờ hỏi về con là con nuôi thì Lo biết chỉ nghe lời ba như vậy thôi. Thông tin về hồ sơ đăng ký con nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngày 24 tháng 8, Hồng Phượng cất công thuê nhà báo viết bài Hồng Loan là con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tưởng chừng như có thể lật ngược tình thế, tuy nhiên đây lại là tin vui cho Hồng Loan. Như tài liệu Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp cho tòa án,
về mối quan hệ giữa ông Võ Văn Ngoan và bà Võ Thị Hồng Loan. Căn cứ sổ bộ nuôi con nuôi thể hiện ông Võ Văn Ngoan và bà Võ Thị Hồng Loan là mối quan hệ cha nuôi và con nuôi. Đính kèm một bản sao trích lục nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan. Diễn biến bất ngờ vụ kiện đòi di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh công bố tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan. Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận nhận được công văn của Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận về việc yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan, sinh ngày 24 tháng 6 năm 1987, địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Qua kiểm tra hồ sơ hiện đang lưu trữ tại đơn vị, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận phúc đáp công văn trên như sau. 1. Về việc cung cấp toàn bộ hồ sơ đăng ký khai nhận nuôi con nuôi giữa ông Võ Văn Ngoan sinh năm 1958 và bà Võ Thị Hồng Loan sinh ngày 24 tháng 6 năm 1987, địa chỉ số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Hiện Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận quản lý dữ liệu hộ tịch bằng số bộ qua hai giai đoạn, đăng ký đúng hạn từ năm 1954 đến 1986. Đăng ký quá hạn từ năm 1989 đến 1997. Căn cứ trên hồ sơ lưu trữ đăng ký nuôi con nuôi tại Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận thể hiện số thứ tự 5. Họ và tên Võ Thị Hồng Loan. Dân tộc Kinh. Ngày tháng 5 công nhận, ngày 21 tháng 3 năm 1992 sinh ngày tháng 5, ngày 24 tháng 6 năm 1987 quốc tịch Việt Nam. Người giao Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận. Chính quyền 195 Nguyễn Văn Trỗi. Quan hệ với đứa trẻ, cơ quan. Người nhận, Võ Văn Ngoan. Quan hệ với đứa trẻ, cha nuôi. Lý do giao nhận, hiếm con. Hồ sơ đăng ký khai nhận nuôi con nuôi giữa ông Võ Văn Ngoan sinh năm 1958 và bà Võ Thị Hồng Loan bản giấy không còn lưu trữ tại quận nên không thể cung cấp bản sao theo yêu cầu. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận nhận được yêu cầu từ phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung 60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh về việc thu thập tài liệu, chứng cứ hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan bị đơn. Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận xác định bà Loan là con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Bên cạnh đó, ngày 14 tháng 3, phía bà Loan cũng đã tự đi trích lục hộ tịch của mình.